chào mọi người. Trong khi mà đứng theo dõi cặp xe số 5, số 6 đua ra thứ hai thì mình đã làm quen được với bạn này. Giới thiệu cho mọi người biết là cô bé này sẽ là một tay đua trong tương lai. Xin chào em có thể giới thiệu tên không? Dạ, em chào chị. Em là tên là Mai Thị Cẩm Na. Dạ, thì hiện tại thì em cũng đam mê cái bộ môn đua xe này cũng khá là lâu rồi, khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Cũng có tham gia một vài cuộc đua khác. Đó. On Road là một cái sân chơi, một cái trải nghiệm mới. Tại vì trước giờ em là rất hay theo dõi các cái cuộc đua F1 nè, rồi đua go-kart, rồi của thế giới á. Thì mình cũng rất là đam mê bộ môn này nhưng mà mình chưa có cái cơ hội để mình tiếp xúc. Thì sẵn đây thì bên Redline tổ chức rồi cũng kết nối với các anh em từ thành phố Hồ Chí Minh á, thì mở ra một cái hội Redline Sài Gòn thì em tham gia. Rồi cũng may mắn là được kết nối với mấy anh chị. Rồi bây giờ hôm nay em học hỏi để làm cái nền tảng cho những cái cuộc đua vào những tháng sau. Mọi người để ý nha, trong những cái lần mà mình sẽ giới thiệu những cuộc đua tiếp theo, nhất định là mình sẽ vào kết với mọi người cô bé này. Và hy vọng là em sẽ gặp rất là nhiều may mắn trên đường đua nữa. Ngoài trừ cái kỹ thuật của mình ha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Em tham gia từ cách đây tầm khoảng hơn 1 năm rồi. Có nghĩa là trước đó thì có năm rồi. Nhưng mà mới tham gia câu lạc bộ Red này là khoảng hơn 1 năm. Hơn 1 năm nay. Dạ. Và em đã tập luyện như thế nào? Thường thì cứ khoảng 1 tháng em sẽ tập khoảng 2 đến 3 buổi cùng các thành viên trong câu lạc bộ này. Và khi mà bước vào cuộc đua thì cảm giác của em rất là tự tin không? Thoải mái không? Hay là hơi căng thẳng? Em cũng thoải mái đấy. Không có căng thẳng nhiều. Có sự ủng hộ lớn từ bà xã thì bạn gái em. Bạn gái có em đúng không? Dạ, ok vâng. Ok. Chị có thể nói chuyện với bạn gái em chút không? Tại vì là chị Ngọc cũng mong là lần sau em sẽ may mắn hơn. Dạ vâng, vâng. Em cảm ơn. Đây. Rồi, chị cảm ơn ha. Dạ vâng. Chị biết tên rồi cho nên chị không hỏi. Đây là Hậu Phương vững chắc rồi. Hậu Phương vững chắc nha, tuy Hậu Phương từ chối bịt mặt nhưng mà đây là Hậu Phương vững chắc nha mọi người. Xin chào mọi người. Bây giờ thì Giao đang có mặt ở trên khán đài của trường đua Đại Nam. Thì mọi người cũng thấy là từ cái góc này nè, Giao đang đứng nè, thì mình có thể nhìn bao quát khắp sân và mình có thể theo dõi được cái tiến trình đua sẽ diễn ra như thế nào. Đương nhiên phía trên lầu này còn một cái khoang phòng VIP nữa, nhưng mà mình nghĩ là khi mà đua thì mình ngồi ngay cái khu vực khán đài này thì mình sẽ cảm nhận được đầy đủ nhất cái không khí của cuộc đua. Bây giờ mình sẽ đi theo xe của Phúc để được di chuyển vào phía trong khu vực đua xe nha. Bây giờ cuộc đua sắp sửa bắt đầu rồi, thì những chiếc xe đua đã bắt đầu vào vị trí tập kết đó. Nào cẩn thận cái Dũng, cái bậc này nó hơi hụt. Mình sẽ đi theo xe của Phúc, tại vì mình sẽ không thể đi xuyên qua như vậy được, đi một cái đoạn rất là xa. Thôi đi xe đi cho chắc. Lâm xâm, nắng quá cho nên là phải thủ sẵn, chiều nay phải thủ sẵn một cái áo có mũ, chứ không thôi với cái nắng này là thành châu Phi hết á. Mở xe cho quay phim luôn lịch sự không? Mời định bỡ quý vị nó sức, không được chửi nghe nhá, không được quay phim gì đâu mà mặt mũi nhăn nhó vậy. Khó tính lắm, mắng biên tập mà mắng như con vậy. Dám đi quay phim kia chửi cho sắp mặt khỏi làm luôn. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái sa hình của cái đường đua này cho mọi người nắm. Đây phía bên trái của Giao, phía ngoài kia là điểm xuất phát. Sẽ có hai đường đua A và B cho hai xe thi đối kháng. Thì mới đầu đó thì người ta sẽ phân loại để bắt cặp với nhau. Thì thí dụ xa 1, xa 2 thì người ta sẽ đổi địa hình, đổi xa hình với nhau để thi. Thì xuất phát từ điểm kia sẽ di chuyển lên đây thực hiện một cái thao tác số 8. Đây nè, mọi người chú ý kỹ nha. Đây chiếc này sẽ thực hiện thao tác số 8 nè. Đây là một chiếc pha đinh để xem thử mọi người thực hiện như thế nào. Đó, đây. Thì sau khi hoàn thành cái vòng số 8 này thì sẽ di chuyển ra đằng trước, chạy vòng bọc qua phía xa kia, phía đằng xa, tiếp đằng xa kia thì là mọi người sẽ xem người ta thực hiện cái gọi là cái vòng donut của Gymkhana, kỹ thuật Gymkhana. Và nếu như cái vòng số 8 và vòng donut này, nếu mà cái kỹ thuật của cái người lái tốt á, thì họ sẽ được cộng thêm điểm. Thì
Tí nữa thì mình sẽ quan sát có rất là nhiều tay đua có cái kỹ thuật tốt khi mà họ trip biểu diễn vào cái khu số 8 như thế này. Bây giờ mình sẽ quan sát thử là cái chiếc hai chiếc này thì chiếc nào về đích và họ sẽ cái dây của họ về là bao nhiêu nha. Đây là cái số 8 cuối cùng, đây là số 8 cuối cùng, đây là chiếc Fadin nha mọi người. Cái Fadin xe để người phụ nữ đi chợ đó nha mọi người. Để xem Fadin này chạy. Rồi Fadin sẽ về sau Volkswagen rồi đó. Nhưng mà để xem thử là Fadin sẽ thực hiện cái vòng xa hình này là bao nhiêu. Xe nào. Về rồi. Đây là đúng rồi kìa. Đây là một trong những cái chiếc xe có khả năng đoạt giải trong cái cuộc đua ngày hôm nay đó. Xe này đến từ Hà Nội. Nắng quá thật sự. Không biết giờ khoảng bao nhiêu độ ha, nhưng mà mình cảm giác như da sắp bốc khói cháy như thế rồi, nước sôi bóng phút. Gì gì nó còn trong chút. Chỉ một câu của tôi. Chỉ một câu à. Quay lại đây thì thầm phút. Đây là chiếc xe bị sự cố. Nếu nãy mình nghe tiếng là mình kêu nổ vỏ, nhưng chắc không phải nổ vỏ đúng không? Nổ túi khí đúng không? Phúc hỏi thử là nổ bị gì. Xe mình nổ gì vậy? Bị gì vậy? Túi khí. Ô, bị túi khí. Để là hỏi như là như vậy không không có. Hả? Thôi mình đi theo luôn. Tham gia là Advance hay là Stock hay là Pro? Pro hả? Kết quả thi của em như thế nào? Lúc nãy cái xe em đang chạy giữa đường thì nó bị lỗi nên là em cũng chưa có thời gian. Nên nãy cái xe có sự cố, chứ khi em có sự cố nổ túi khí là dạ, xe của em. Xe của em. Em có thể cho chị biết tại sao? Lý do tại sao? Em cũng chưa rõ nguyên nhân lắm, nhưng mà dạ, có hai nguyên nhân em đang nghi ngờ là một là do cái lệnh chuyển số vô lăng trước cái xe này em mua lại thì chủ trước người ta độ thì có thể là nó bị chập vào cái đường dây tụ khí ấy. Hoặc là do cái ở dưới gầm thì có cái chỗ cá đăng của em nó bị đứt cái cao su treo thì nó có thể là nó va cái đấy nó vào gầm thì nó các cái cảm biến nó nhận nó giống như kiểu tín hiệu bị tai nạn thì là nó sẽ kích nổ tụ khí. Khi mà nổ tụ khí vậy thì em có ảnh hưởng gì không? Không. Không tâm trạng nữa, vì tâm trạng. Về tâm trạng thì sẽ hơi tiếc vì là không được tham gia tiếp đua. Hơi tiếc hả? Em tham gia từ cách đây tầm khoảng hơn 1 năm rồi. Có nghĩa là trước đó thì cũng có năm nay mà mới tham gia cùng câu lạc bộ Red này là khoảng hơn 1 năm. Hơn 1 năm nay. Dạ. Và em đã tập luyện như thế nào? Thường thì cứ khoảng 1 tháng em sẽ tập khoảng 2 đến 3 buổi cùng các thành viên trong câu lạc bộ này. Và khi mà bước vào cuộc đua thì cảm giác của em rất là tự tin không? Thoải mái không? Hay là hơi căng thẳng? Em cũng thoải mái đấy, không có căng thẳng nhiều. Có sự ủng hộ lớn từ bà xã thì... Bạn gái em. Bạn gái có, em đúng không? Dạ, ok, vâng. Ok. Chị có thể nói chuyện với bạn gái em chút không? Tại vì á là chị Ngọc cũng mong là lần sau em sẽ may mắn hơn. Dạ vâng, em cảm ơn. Đây. Rồi, chị cảm ơn ha. Dạ vâng. Chị biết tên rồi cho nên chị không hỏi. Dạ vâng.
Hậu Phương vững chắc nha, tuy Hậu Phương từ chối bịt mặt nhưng mà đây là Hậu Phương vững chắc nha mọi người. Bây giờ mọi người có thể quan sát thấy đây là những chiếc xe sẽ chuẩn bị vào cái line để đua. Những mỗi cái tay đua sẽ được trang bị những cái bộ đồ bảo hiểm rất là chuyên dụng. Và nếu như là không có đảm bảo những cái yêu cầu đó thì thường thường là những tay đua sẽ không được tham gia và hoặc là bị loại ngay. Như mình có thể quan sát là cái cặp đôi xe này, xe màu xanh BM với lại chiếc BM biển số 30 này sẽ chuẩn bị để vào cái lay đua. Khi mà cái cặp ở trên kia kết thúc thì xe này sẽ được chuyển ra. Mọi người đang trong cái không khí chuẩn bị hết sức là khẩn trương đó. Xe số 20 Nguyễn Hải Lý, xe số 21 Nguyễn Đức Tiến vào vị trí. Rồi, bắt đầu hai chiếc xe sẽ vào vị trí. Xin nhắc lại, xe số 20 Nguyễn Hải Lý, xe số 21 Nguyễn Đức Tiến vào vị trí. Xa là đội kỹ thuật đang chuẩn bị kỹ thuật cho chiếc xe màu vàng. Chiếc xe vàng cũng là một cái chiếc xe rất là quen mặt trong các cái cuộc đua năm 2018. 2018 đúng rồi. Thì chiếc đó cũng là một cái chiếc rất là quen. Chúng tôi xin là xin mời vận động viên số 2. Chuyển vào cái lai đua, nhưng mà như theo mình quan sát, theo giao quan sát thì chiếc BM màu xanh kia thì có cái vận tốc xuất phát rất là cao, cho nên là luôn luôn là chiếm ưu thế hơn xe đỏ. Ở đây thì mình có thể thấy không? Mình thấy luôn không? Không giờ đèn sáng lên rồi đó. Chiếc màu xanh đó là xuất phát lúc nào cũng có lợi thế hơn. Như vậy là mình đã giới thiệu đầy đủ với mọi người một cái diễn biến của một cuộc đua tại khu du lịch Đại Nam. Và mọi người cũng thấy qua là những cái kỹ thuật lái xe nó sẽ bổ trợ cho cái tay lái của mình tốt như thế nào khi mà chúng ta di chuyển. Mình nghĩ rằng là những cái kỹ thuật Gymkhana này rất là có cho những cái tay lái mà mê tốc độ và mình cần có những cái xử lý kỹ thuật tốt ở khi mình tham gia lưu thông. Thì mình nghĩ thì nếu mà bạn không phải là tham gia vào những cái giải chuyên nghiệp thì các bạn cũng có thể tham gia vào những cái câu lạc bộ để các bạn có học những cái kỹ thuật đó, thì nó sẽ rất là tốt cho chúng ta trong cái cuộc sống thường ngày. Như vậy thì mình sẽ dừng cái tập này tại đây và mình rất cảm ơn mọi người đã xem. Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình tiếp tục ra những cái tập mới. Họ đấy, Saki đã về, xe xanh đã về, nhưng mình dự đoán là chiếc xanh rất là chiếm ưu thế tại vì là cái kỹ thuật của bạn nó rất là tốt và cái xe khi mà bắt đầu khởi động những cái bước đầu tiên thì rất là mạnh, đạt được cái vận tốc rất là cao từ 0 tới 100 km trong vòng có mấy, hình như là có mấy giây vậy, nếu như mình nhớ không lầm. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người trong tập sau. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho kênh của mình, và nếu như mọi người có muốn mình làm thêm về một cái giải gì đó hay là về một cái dòng xe nào đó thì vui lòng comment phía dưới. Xin cảm ơn, chào tạm biệt. B qua A.